không biết là anh có quen ra ngoài không, nhưng mà thật sự anh thương em, với lại là muốn thử thách hay là muốn tìm hiểu về em á, thì bây giờ tất cả những gì anh có, tài sản của cái gì thì chắc lẽ là anh gửi lại cho con. Và anh chấp nhận ví dụ qua Tết anh có thể là ra dọn ra ngoài ở trọ cùng em được không? Sau đây thì chỉ có đôi lời là muốn chia sẻ đến Liêm. Đúng rồi. Anh à, em chưa một lần nghĩ em sẽ đến chương trình Giờ Kết Nối Yêu Thương cho em đâu anh ơi. Nhưng vô tình em lướt qua chương trình Kết Nối Yêu Thương, em đã thấy anh, và chính anh đã làm cho trái tim em phải rung động ngay cả nhìn đầu tiên về anh. Là hôm nay chị nói thật nha, chị chưa biết gì, chú Liêm cũng biết làm sao. Lâu nay thì nói thật, tích ra mà nói là nói mà trái tim của mình mà nói thật sự không ai có thể làm rung động trái tim mình thì cái đó là không có. Nhưng mà hôm nay tự nhiên thấy lướt qua gặp chú Liêm thôi, không biết sao là trong chị trái tim rung động, bị nó rung động mà hầu như là có cái gì đó tự nhiên. Hôm nay đi làm cũng thật sự nó đi làm mà cả ngày nữa luôn, là tự nhiên có rớt nước mắt, thế nó lạ kỳ đó. Sao vậy? Nó không biết cái lý do gì, không hiểu. Nói chung là chị này là rất là tự tin. Đã nói là chị nói là chỉ cần cho cơ hội chị được gặp chú Liêm một lần thôi, và chỉ một lần thôi, để chị tin chắc là chị sẽ cưa đổ chú Liêm. Đấy, nó tự tin cỡ đó. Chứ là khi mà cái cảm giác cả ngày này kể ra thì hơi buồn cười, thêm mấy đứa em nó hơi quá đi. Nhưng mà đó sự thật, sao chị cứ nói đi. Mà mình gặp giống như là mình đã biết đâu từ lâu á, mà cái người này giống như là mình đã giống một người thân, như người thân quen của mình hả? Mình đã kiếm mấy lâu nay mà không được á, hôm nay mình gặp lại cảm giác như là muốn nhào đấy, là nhào là ôm luôn. Hay quá. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhào ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Minh Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Thì trong những câu chuyện trước, anh em đã chia sẻ rất là nhiều câu chuyện của chú Liêm biệt thự sống tại một cái ngôi biệt thự 5 lầu ở trung tâm Xuân Ất, có thể là khu đất gọi là rất là nhiều tiền ở thành phố Thủ Đức. Thì sau khi chia sẻ câu chuyện này lên thì có rất là nhiều chị gái có lên chương trình là nhờ muốn làm quen kết nối với chú Liêm. Thì trong số đó là có chị gái đang ngồi trước mặt quý vị các bạn đây, cũng có lên chương trình và trình bày cái tâm tư nguyện vọng của mình. Và chị nói rất là nhiều điều, rất là tự tin, rất là mạnh mẽ. Chị nói là chỉ cần cho chị gặp chú Liêm một lần thôi và chị tự tin là chị có thể cua đổ chú Liêm. Và sau khi đăng tải clip lên thì nhận được rất là nhiều cái luồng ý kiến trái chiều trong dư luận. Thì ngày hôm nay chị gái có lên đây để chia sẻ lại cái tâm tư nguyện vọng của mình, và chị có nói tất cả những cái điều thầm kín của mình ra. Thì liệu cái sự thật nó như thế nào và câu chuyện ra sao, xin mời mọi người cùng đón xem sau ít phút. Rồi thay mặt anh em ở đây xin chào chị nhé. Chị xin chào ba anh em trong chương trình Kết Nối Yêu Thương. Hôm nay chị xin trước hết là chị lên đây là có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là chị xin lên để đính chính lại cái tủ của mình, và xin em là coi như gỡ cái bao xuống và thay cái này thôi. Thì hôm nay chị tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Chị tên gì trước đã? Chị là tên gì đó? Tên Tú. Chị Tú bao nhiêu tuổi rồi ha? Tên thường gọi là Hiền. Rồi là năm nay chị là? Năm nay là chị sinh năm 1977, năm bây giờ tháng 1, 11 này là sinh nhật xong là chị được 47. Rồi, thì sau khi mà chia sẻ clip của chị lên á, mà tỏ tình với chú Liêm á, thì nhận được rất là nhiều cái luồng ý kiến của quý vị khán giả. Thì hôm nay lên đây là cái tâm tư nguyện vọng của chị là chị muốn chia sẻ như thế nào, thì em xin mời chị. Trước hết em cũng xin chào ba anh em trong chương trình Kết Nối Yêu Thương này, vì thời gian của chương trình có hiệu lực. Và sau này em cũng xin chào tất cả cô chú và các anh chị trên trong nước và ngoài nước trên kênh Kết Nối Yêu Thương. Hôm nay em xin đến đây đính chính lại là em cũng nói thật, em cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ có một ngày đi đến để nhờ chương trình Kết Nối Yêu Thương cho mình. Sau khi mà xem anh Liêm thì mới quyết định như vậy. Thì sau này cũng có như vậy. Thì thật sự ra mà hôm nay mà nói á, mấy cô mấy chú thì bình luận như vậy thì thật sự ra nó thì cũng không, mình cứ chỉ trích về em á, thì thật sự ra là em cũng có chút hơi buồn thiệt, cũng có hơi buồn. Nhưng mà đâu đó thì xin cô chú anh chị trên cộng đồng Kết Nối Yêu Thương á, thì cũng nên xem xét lại, người cũng bàn người, không phải ai biết rằng là ai cũng thấy tiền cũng tham. Nhưng mà đối với em đây thật sự ra là nói đúng ra thì em thì đã là ly thân với hôn gia đình là coi như nay là 14 năm. Trước giờ luôn đi, nói chung là lo công việc không à, làm một thân một mình để khi mà nuôi con cho ăn học này thôi.
chưa bao giờ nghĩ đến. Hôm nay xem chương trình như vậy thì em đến thì nói thẳng ra hôm nay tới đây em cũng nói thật luôn. Nếu như mà thật sự ra mà mấy cô mới xuống về các anh chị á, cứ nghĩ em là có một người là đúng là ham tiền, thấy nhà 5 lầu xe hơi, nhưng mà em cũng đính chính lại này. Thật sự trước đây á, là em đã hơn 10 năm sống chung với lại sếp của em. Nói chung là nhà nội nhà lầu xe hơi thì thật sự ra là em ở rất là nhiều căn, kể cả biệt thự nữa. Và cửa thật sự cửa nhà sếp em là cửa tự động luôn. Hôm nay em đi ra thật sự ra là tự em đi mà không từ biệt. Em tự động là đang làm công ty với sếp này kia nọ, nhưng mà em muốn đi vì sếp em cũng có hứa là nếu mà em ở với sếp em á thì thật sự ra em cứ làm đi, khi nào mà em có đủ tiền, ví dụ là có ý định mua nhà thì sếp em sẽ hỗ trợ cho em là 30%. Nhưng mà thật sự ra em không bao giờ là nói thật, nếu mà làm mà để nó tham về tiền này kia, nếu tham tiền thì thật sự hôm nay em không phải một người trung bình đến như này đâu. Nhưng em là một người em thật sự ra là phụ nữ thiệt, ai cũng muốn là có tiền, muốn tìm một cái người để cho mình một cái chỗ dựa. Nhưng mà thực chất ra nói là em có cá tính cái là tiền thì của em làm ra em mới cảm thấy là trân trọng và quý nó. Còn nhà lầu xá hơi thì em có thể, nhà thì nhà của anh, tài sản của anh con anh, mình đâu có thể là làm gì được như đó đâu, đâu có ăn được, đâu có muốn dời dắt đi được. Chỉ có đến, thương anh thì đến đó, chỉ có mình nó thiệt câu nói ôi xin hơi quá thì ở với anh thì mình phải chăm sóc cái nhà của anh thôi, mà có như thế nào đấy thôi. Nhưng mà hôm nay em đính chính lại nè, em không muốn phải nói ở chưa biết gì mà đến đó là nhà thế tham nha. Em nói là thật sự là đến đây á, hôm nay em đính chính lại là em nói một câu là không đi thì cũng hơi hấp tấp, không có sự chuẩn bị, nhưng mà hơi buồn ngay này là buồn quá, không có gì đó kia nói lại là thôi, nếu anh Liêm cứ bình tĩnh. Ngày 4 nói thật là trong cái khi mà xem qua anh Liêm á thì nói thật sự bốn cái mà để trong anh em mà có được cái bốn cái điều kiện là để cho chị đến để là kết nối với anh Liêm, là điều thứ nhất là anh là chị nhà đã mất thì lúc đó mình có một cái nảy sinh là rồi, muốn em xin ngắt lời chị một chút xíu để cho quý vị khán giả có thể hiểu được câu chuyện nhá. Thì em tóm tắt câu chuyện thế này, thì chị Tú ở đây ngày hôm qua có lên chương trình và có bày tỏ cái tâm tư nguyện vọng là muốn đến với chú Liêm. Thì sau khi chia sẻ câu chuyện đó lên thì ý kiến cộng đồng mạng rất là nhiều ý kiến, mà thậm chí là trái chiều nhau, ý này ý kia, thậm chí là đến gần cả 1.000 cái ý kiến bình luận, 1.000 cái bình luận là đâu đó là cũng rất là kinh khủng khi một cái clip mà chia sẻ lên. Thì hôm nay chị lên đây là chị muốn bày tỏ cái tâm tư nguyện vọng của mình. Thì trước hết chị phải nói là những quý vị khán giả ý kiến như thế nào về chị phải nói như vậy trước để cho người ta hiểu đó. Dạ. Trong những lời bình luận mà chị đọc được á, thật sự là chị cũng rất là tôn, không phải là mình tò mò, đúng mình ra tóm tắt không, thôi, tóm tắt một hai cái ý kiến là không lướt qua, không đọc, không là họ nói mình hết. Thế nào các cô chú anh chị trong nước văn ngoài chỉ trích chị rất là nhiều, cái nói nhỏ này ham không nói là rồi là kiểu cũng nói chê dơ này kia, nhưng mà nói thật ý là nó tóm tắt lại là người ta là kêu chị là ham tiền, đúng ham rồi, nhà của chú Liêm, đúng rồi, rồi đúng không nhà... rồi xong rồi cái đó đi, cái phần thứ hai thì hôm nay chị trình bày cái tâm tư nguyện vọng của chị đi. Tâm tư nguyện vọng của chị nói đó, điều đầu tiên mà chị thích anh Liêm á là có bốn cách điểm, khi chị qua cho chị chưa có nghĩ là thấy nhà vậy mà đặt cái trọng điểm vào anh Liêm, mà thấy nhà thấy xe hơi mà ha, nói thật như vậy. Chị anh Liêm mà thứ nhất là chị nhà đã mất thì chị cũng muốn là mình đặt một cái tình thương cho nó đúng chỗ, muốn dành được cái thời gian còn lại mình đặt cho anh với thêm gia đình và để đúng chỗ. Thứ hai là anh có mẹ nhà thì chị đây là thật sự rất quý người lớn và yêu thương trẻ con, để mình nên là vừa dành tình thương cho anh mà cả mẹ anh nữa, để cho mọi người để chứng minh để biết được cái tình thương của mình dành như nào. Thứ hai là anh á lớn tuổi thì mình thích người lớn tuổi thì chắc có lẽ là họ sẽ yêu thương mình và không có lăng nhăng này kia nọ đó, trân trọng được cái tình thương của mình dành cho họ. Và thứ hai nữa, thứ tư nữa là thấy anh là một cái người nói chung là trí thức đó, thì mình còn nghĩ dù sao thì anh cũng hiểu về mình hơn bây giờ đó. Và khi lên đây giờ thì đến chính lại là cũng xin là tất cả cô chú và anh chị trong nước và ngoài nước trên kênh Kết Nối Yêu Thương, thì thay vì cái lời chỉ trích đó thì nên cho em một cái lời khuyên như thế nào cho nó hơn. Bây giờ mình không có cần phải giải thích rất là nhiều, mình không có thể giải thích nổi đâu. Ý là bây giờ cái tâm tư nguyện vọng của chị thế nào, chị có tình cảm thật sự với chú Liêm như thế nào thì hãy thể hiện ra điều đó. Hôm nay là nói thật sự một câu như này luôn, đây là cũng lần đầu nhưng lần cuối nữa luôn, không có để nữa.
là nếu như mà thật sự anh Liêm có xem được cái chương trình mà của em, cái tình cảm của chị sao, thì tình cảm của em dành cho anh là thật sự em nói là để chứng minh được thì anh muốn thử thách qua em á. Thì bây giờ nói chung là em cũng biết là anh là có gì ở là có gì giống như nhìn động chăng em thì chắc nó quen rồi, không biết là anh có quen ra ngoài không, nhưng mà thật sự anh thương em với lại là muốn thử thách hay là muốn tìm hiểu về em á. Thì bây giờ tất cả những gì anh có, tài sản của cái gì thì chắc lẽ là anh gửi lại cho con. Và anh chấp nhận ví dụ qua Tết anh có thể là ra dọn ra ngoài ở trọ cùng em được không? Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình, Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Và trong thời gian đó em thôi này, ra ở trọ thì tất cả những gì em sẽ lo và chăm, em hứa rằng là không phải hứa gì, em sẽ chăm sóc trong cái quãng đời còn lại để anh ở gần em coi thử là em có chăm sóc anh như thế nào, có yêu thương anh thật lòng không em. Riêng cái nói chung là nếu mà anh về hưu rồi thì chắc chắn em nghĩ có lương, cái lương của anh á, thì trước đây cái lương của anh á, thì để cho anh ví dụ đi cà phê bạn bè có công việc gì, em trước mắt là em chỉ có lo ví dụ ăn uống về này kia nọ để cho anh thôi, chăm sóc từng đi cái gì chăm sóc thì em sẽ biết chăm sóc anh như thế nào. Cái thứ hai nữa, nếu mà anh thật sự đi ra ngoài ở trọ được á với em á, thì em sẽ chọn một cái địa điểm, ví dụ những cái khu giống như là gần trên đâu chứ có công viên này kia, để cho anh đập vào thêm một cái đoạn đường chia hai ra. Thứ nhất là để tiền cho em là đi đến công ty làm, và thứ hai để cho anh tiện ví dụ anh có đi với bạn bè cái gì đó thì cũng nữa 50-50 đoạn đường. Đó là chia sẻ cái tâm tư nguyện vọng của em thật sự, và để một cái thời gian nói chung là nó chừng cho dù không biết bao nhiêu năm thì em không biết, nhưng mà để em cư xử và chăm sóc anh thì thời gian chắc là nó chứng minh. Em chỉ muốn là thời gian trả lời coi thử thật sự là, vì nếu mà sau với thời gian ví dụ sống chung sống với em thì chắc chắn là rồi một ngày nào đó thì các anh em trong chương trình là kết nối yêu thương cũng sẽ biết nè. Thì em nghĩ rằng cái thời gian để chứng minh thôi, nói lên tất cả. Bây giờ em nói nhiều anh cứ nói hay, thứ như là như vậy. Thứ hai nữa cũng xin tất cả là cô chú anh chị trên đọc con mạng, em thì nói chung là người thôn quê thiệt, cái tiếng miền Trung thì nói chuyện là thứ nhất là hơi nhanh, thứ hai nữa cái nghe thì không như cái tiếng nó không ngọt ngào như miền Nam của mình. Rồi, có nghĩa là chú Liêm bây giờ nếu nhà ở trọ thì chị vẫn sẵn sàng đến với chú Liêm. Đúng để rồi. Chứng minh cho mọi người biết là cái tình cảm của mình là thật sự, đúng không? Chị nói thiệt mà, đó là sự thật chứ không phải là nghĩ không có tiền rồi. Thế thì có nhiều người người ta kêu là chị mới thấy chú Liêm, mới xem qua video mà trái tim đã rung động. Không, đó là sự thật. Thứ nhất là có một, đó là chị nói thực sự, nếu mà có sự sắp xếp và dàn xếp mà nói để cho ấy thì chắc không phải vậy. Thật sự mới xem qua chưa có thấy là nói thiệt, khi chưa về đã mới xem các anh em đến nói thiệt thôi, anh dữ luôn mới thấy anh chương trình mình đến là quay nhà anh Liên thì mới thấy cái là lúc đó, ôi trời giờ sao, cũng trước khi đi là cũng có nghi ngờ chắc là người ta nghĩ mình tham hám tiền này kia nọ, nhưng mình nghĩ đến chính lại là ủa nhà mình đâu có khiêng đi được đâu. Xa hơi thì chị mình có chỉ sờ về lau chùi cho mình cũng đâu có lấy gì đi được đâu, mà phải nghe rằng cũng người bạn người mà đâu phải giờ mình là không có công ăn việc làm để quen anh Liêm để dựa dẫm vào đó mà sống nơi có chỗ nương tựa mấy đó. Hiện giờ chị đi làm đó thì hiện giờ chị đang làm công ty, ngoài công ty trước đây là chị có đi bán hàng vào ngày chủ nhật, nhưng mà bây giờ đi xa xôi quá thì cũng em lúc này kia vừa rồi bị tai nạn nữa, cho em mới nói thôi chị ơi lâu nay là chị vất vả quá rồi, thôi làm ít lại đi, cháu nó cũng đã lớn rồi. Thì bây giờ thật sự ra ngoài cái giờ làm hết giờ làm công ty á, là chị về chị đi là dọn dẹp vệ sinh nhà cửa là sau 5 giờ đến 10 giờ là coi 10 rưỡi là về, với lại ngày chủ nhật. Mà hai hôm nay đi đến chương trình là coi nghỉ được 2 ngày, không xin nghỉ 2 ngày không đi. Còn nói mà dơ thật sự ra mà nói chưa, người ta còn nói nè, nhìn bên ngoài chứ mình có đi vào nội tâm được nội tâm của họ đâu mà mình hiểu. Hôm nay mình ăn gì, ngày mai mình biết mình đã ăn cái gì nữa đâu mà ấy. Nhưng cái chị chích đó thì thật sự ra là đầu tiên thì chị buồn sốc quá là run lắm. Không, hình như suốt đêm không ngủ luôn á. Thì cũng hơi buồn, sau nghĩ lại thôi thì cũng chả là ai làm mình buồn. Không ai làm mình buồn rồi, chính mình làm mình tổn thương. Thật sự những cái lời chỉ trích đó nó tổn thương thiệt, nhưng mà
nghĩ lại thôi, chỉ mình làm mình tổn thương cho ai làm. Thế thứ hai là cuối cùng là chị cũng nghĩ lại là vì người ta có nói rồi, tạo phước được thì tạo, tạo nghiệp thì đừng. Thì coi như hôm nay những cái lời chỉ trích của cô chú anh chị trong nước và ngoài nước trên kênh là Kết Nối Yêu Thương chỉ trích em, thì thay vì đó là những cái điều đó là chắc em đều được hưởng được tất cả từ anh chị và cô chú rồi đó. Về em, vì em nói mình làm cái gì là mình làm rồi, trời đang thấy, trời đang nhìn ha. Có nghĩa là những cái điều tình cảm của chị dành cho chú Liêm là chị chứng minh là nó là chân thành, nó là đúng sự rồi, rung động là thật sự, chứ không phải là vì một cái gì hết, không phải vì một cái vật chất gì hết. Đó là chị nói thật sự mà. Trước giờ thì thật sự nhìn bên ngoài của chị thì thật sự ra là em cũng biết rồi đó, không có đến nổi, thật sự là rất là nhiều người được, nhưng mà chị chưa bao giờ màng tới. Rồi, thế thì chị có chia sẻ một số cái tâm sự mà gửi đến chú Liêm, thì bây giờ chị hãy có thể lấy ra và chị chia sẻ trực tiếp ở trên đây, cái điện thoại của chị á, trong những cái lời tin nhắn, những cái chị những, có đọc đúng rồi đó, có thơ đúng đó là tự chị đúng, đã, đúng. Đã cái mà chị đã viết mình ra, hay bày tỏ ra những cái cảm xúc của mình, mình cái tâm tư nguyện vọng như thế nào. Thì chương trình cho phép mà em được được chị cứ chia sẻ đi, tại vì tối và trưa tranh thủ con làm gì thì tự viết rồi đó. Chị viết những cái lời đó rồi chị chia sẻ đi, gửi đến anh Liêm. Những lời chia sẻ tâm sự cũng khá dài và có những đôi câu thơ nữa. Đầu tiên chị viết là đó, chị biết sao chị đọc chị vậy? Xin chào và cảm ơn ba anh em trong chương trình Kết Nối Yêu Thương. Không, gửi đến chú Liêm đi. Đã có tâm lòng và từ bi và nhân hậu, đã giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, những ai đã khó khăn, và kết nối yêu thương cho mọi người trên vạn nẻo đường. Và sau đây là chị cũng thật tâm mà nói, hôm nay qua sự đồng ý của bên chương trình Kết Nối Yêu Thương để chương trình quay phim về những cả đêm, mà thật sự là suốt đêm là chị rất là tràn đọc suốt đêm luôn á, sao ngủ cũng được được vì được chương trình đồng ý và quay phim giúp đỡ, mà có sự chuẩn, không có sự chuẩn bị trước nên nó hơi ấp a ấp úng mà nói không được những cái lời trọng tâm để gửi đến cho anh Liêm. Không, chị chia sẻ cái lời mà tới chú Liêm á. Sẽ là, đúng rồi. Muốn chú... giờ bây giờ sau đây thì chị có đôi lời là muốn chia sẻ đến anh Liêm. Đúng rồi. Anh à, em chưa một lần nghĩ em sẽ đến chương trình Giờ Kết Nối Yêu Thương cho em đâu anh ơi. Nhưng vô tình em lướt qua chương trình Kết Nối Yêu Thương, em đã thấy anh, và chính anh đã làm cho trái tim em phải rung động ngay cả nhìn đầu tiên về anh. Vì anh mà em đã lấy hết sự can đảm để tìm đến văn phòng Kết Nối Yêu Thương, mong được gặp anh. Em biết mới nhìn qua thì chắc anh sẽ không chọn em đâu anh nhỉ. Nhưng cho dù như thế nào cũng hy vọng anh mở lòng cho em được gặp anh qua dù chỉ một lần anh nhé. Sau đây em xin gửi hai câu thơ đến anh. Em chẳng cần điều gì quá xa xôi, chỉ cần anh nhớ em thôi là đủ. Bởi em là phần đàn bà đã cũ, chẳng có gì để quyến rũ như ai. Đã nghèo nàn chiếc áo cũng sờn vai, mọi đắng cay với ngày dài em gánh. Những ánh mắt nhìn em đều xa lánh, sợ em vay hay phải gánh nợ dùng. Cảm ơn người đã dang rộng tay ôm an ủi, sẽ chia sớm hôm chẳng ngại tình yêu của anh làm em nhớ mãi, chẳng bao giờ em khờ dại bỏ quên. Khắc sâu vào tim nhỏ một cái tên, người mà em chẳng bao giờ quên đâu ạ, đâu ạ. Anh đã đem đến cho em một tình yêu yên ạ. Suốt đời này dù hối hả em vẫn yêu anh, chỉ thế thôi. Đó là những câu thơ cảm động quá. Và câu thơ thứ hai là cũng xin chương trình cho thêm một câu thơ thứ hai là tình muộn. Quá nửa đời mình mới gặp nhau, đã thấu hiểu khổ đau và hạnh phúc. Mình yêu nhau dẫu là không đúng lúc, nhưng đúng người sẽ hạnh phúc anh ơi. Mình bên nhau trên đoạn cuối cuộc đời, bao tâm sự vui buồn cùng san sẻ. Dẫu tuổi đời hai ta không còn trẻ, chợt thấy mình như tuổi thuở mới vào yêu. Yêu thật lòng sẽ đẹp biết bao nhiêu, dù tình muộn nhưng mình cùng trân trọng. Biết vì sao sẽ chia trong cuộc sống, thì khác gì như cả thuở xuân tươi. Ta bên nhau dành tặng những tiếng cười, không bao giờ mình còn rơi giọt lệ. Được bên nhau người ơi đâu có dễ, tình muộn màng trân quý mãi anh ơi. Tình muộn màng nhưng sẽ rất tuyệt vời,
hạnh phúc mãi, đừng bao giờ khóc vì cuộc đời mình đã bên sườn dốc, vì anh giờ mái tóc chẳng còn xanh. Rồi, đây là những lời mà chính chị sáng tác ra hả? Không phải, chị cũng nói chung những cái ý là chính mình... trước là chị viết một ít còn rồi chị sưu tầm, xong là chị sẽ gom lại. Ý là mình muốn gửi tới chú Liêm. Chứ không phải là có vẻ là tình cảm với chú Liêm cũng thắm thiết nhỉ? Không phải, nhưng mà đó là thật sự này cũng hy vọng rằng các cô chú anh chị trong và ngoài nước trên kênh là Kết Nối Yêu Thương, thì em cũng biết người bạn người ai cũng tham tiền cả, nhưng mà đối với em xuất thân là từ nhỏ là em cũng không có cái tuổi thơ, tuổi xuân cũng không có, vì gia đình hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ sinh em đông, em phải là vào thành phố năm mới 12 tuổi, 13 tuổi là đi ở đời nó thẳng là như vậy. Em tự tin là không phải là em có bùa có thu gì, nhưng mà em tự tin là vì có một cái là em sống rất là, nói chung là rất là dễ gần. Thứ hai, những cái công việc là sắp xếp gia đình rồi đâu và đó, thì em vì em tự tin cái đó, chứ không phải là em tự tin là tới gặp cái là yêu liền chắc bỏ buồn. Hoàn toàn em không bao giờ coi như vậy. Thật sự rồi. Từ trước đến giờ là em rồi không... rồi được rồi, thì nói chung là những tâm sự của chị chia sẻ, thì trước hết em phải xin nói như thế này, khi mình chia sẻ những câu chuyện lên cộng đồng mạng á, nghe bản thân mình phát ngôn lên thì mình chịu trách nhiệm trước những lời nói của mình, chị công nhận không? Nếu mình nói đúng thì xã hội người ta sẽ công nhận, nếu mình nói sai thì người ta ý kiến, người ta góp ý, nếu người ta góp ý đúng thì mình ghi nhận và mình sửa đổi, còn nếu người ta góp ý chưa đúng về mình thì mình cũng lấy đó là một cái bài học thôi, chứ cũng đừng có đặt quá nặng tâm về vấn đề đó nhé. Tức là khi mình đã sẵn sàng lên trên mạng xã hội thì mình phải chấp nhận điều đó ha. Thì có, cũng nên là chấp nhận chị... nên là thôi hôm nay đừng có đặt nặng tâm về vấn đề đó quá nữa. Chị đồng ý không? Dạ đồng ý, nhưng mà nhân chương trình là xin để chính chính lại cái tuổi rồi nha. Cái đó thì chị em đã nói rồi, khi mình lên cộng đồng mạng rồi thì mình cứ chấp nhận cái đó đi, nếu mà đúng thì mình ghi nhận không, và mình sửa. Bây giờ là chị phải sẵn sàng trước sau gì còn chị nghĩ giống như là một cái cơn bão rồi. Hay là mình trong cơn mưa lũ á, không có đặt nặng quá về vấn đề đấy nhá, quan trọng là mình sống như thế nào nhá. Nếu mình sống đúng thì người ta sẽ ghi nhận thôi, nếu còn nếu mình góp ý, người ta góp ý nếu đúng thì mình cũng phải tiếp thu và mình cũng đúng phải sửa đổi nếu mà điều kiện của người ta nó đúng. Còn nếu người ta góp chưa, mình cảm thấy người ta góp không đúng về mình thì mình xem đó là một cái bài học thôi, mình đừng có nặng quá, được chưa? Có trước thì có, trước đây thì chị cũng có một cái hay gặp vấn đề vào đó, hai bề mình như sau này chị cũng xong lạc quan. Không, bây giờ chị đồng ý với em ý, quan điểm đó không? Nên đừng có nặng qua vấn đề mà khán giả bình luận nhá. Dạ, đồng ý. Rồi chương trình. Rồi thì bây giờ chị này, còn có những lời nào muốn nhắn gửi tới chú Liêm nữa không? Hay còn cái quyết định mà đến với chú Liêm nữa không? Hay là có sự thay đổi rồi? Nói cũng có gì thì chị cũng nói trước sau như một là như vậy đó. Nhắn với Liêm, Liêm là như vậy đó. Nếu mà anh có cơ hội muốn thật sự chứng để cho biết về em có chứng minh thật hay không, như thế nào đó, thì đó là em chia sẻ đây là hôm nay là lần đầu như lần cuối em chia sẻ thật lòng. Thì nếu được thì qua Tết thì chị sẽ như vậy, và chỉ thời gian chứng minh thôi. Em chỉ nói như vậy cho em cũng không bây giờ rồi sau này là có một cái ý kiến hay cái này rồi, cái kia nữa. Nói chung là vẫn quyết tâm là muốn đến với chú Liêm. Thì hôm nay cái clip này nó đã nội dung rất là cụ thể và chi tiết, cũng như là những cái lời nói chia sẻ của chị, thì chắc chắn chú Liêm chú sẽ xem được. Nếu mà chú có đến với chị hay không thì chú sẽ quyết định. Dạ. Nhá. Chị đồng ý không? Dạ đồng ý. Bây giờ vui chưa? Thôi đồng ý. Vui cười lên. Thôi vui vẻ nhá. Dạ. Rồi, bây giờ để cảm kết thúc chương trình thì chị có lời nào chị muốn nhắn gửi tới quý vị khán giả không? Có. Cũng như là chú Liêm. Không thì bây giờ anh Liêm thì cũng đã nói nhiều rồi. Thôi thì bây giờ em cũng là trước hết được không có gì để mà nói, thì ngoài sự là chia sẻ và sự hỗ của các cô chú anh chị trong và ngoài nước trên kênh Kết Nối Yêu Thương, thì em cũng biết nói gì hơn. Nếu mà có cái điều gì em chia sẻ một cái vấn đề gì đó mà nó ba cũng không đúng á, thì em cũng cho em là thành thật là coi như xin lỗi và chúc một bữa tối tất cả các cô chú anh chị. Rồi, cảm ơn chị. Cuối tuần là có thật niềm vui và hạnh phúc. Rồi vậy vui đi ha, đừng có buồn nữa. Thì thay mặt anh em ở đây cũng xin chúc chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, công việc thuận lợi, và đặc biệt sớm tìm được một người yêu thương đúng theo như trong mộng của mình. Và hy vọng chú Liêm xem được và đưa ra một quyết định mà khiến cho chị vui nhá. Rồi thì hôm nay lên đây chị có cam kết tất cả những thông tin chị chia sẻ là đúng, và chị chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin của mình chia sẻ không? Trả lời bằng tiếng cho em. Chị đồng ý. Rồi, chị có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, chị đồng ý không? Chị đồng ý. Rồi, cảm ơn chị nhá. Rồi một lần nữa, thôi cũng không có gì phải buồn hết nhá. Mạnh mẽ vui vẻ lên. Rồi, cảm ơn chương trình. Rồi, chúc chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Và chúc chị cũng chúc là chương trình thì ngày càng lan tỏa nhiều hơn.
Rồi, cảm ơn. Chương trình rất là rồi, xin kính chào. Xin chào. Vui chưa? Sau và nhiều lần cũng nói chuyện cũng